Chào các bạn, cái sản phẩm Android Box đến từ thương hiệu ZTEC với cái mã là DX14 Pro ấy thì có thể nói ở thời điểm hiện tại nó là một cái sản phẩm cao cấp nhất ở trên thị trường. Và trong video này thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu xem những cái ưu điểm và những cái nhược điểm của chiếc DX14 Pro này là gì. Rồi, và bây giờ thì mời các bạn. Vâng, đầu tiên thì mình sẽ nói tới cái ưu điểm của chiếc DX14 Pro này trước nhá. Thì cái ưu điểm đầu tiên có thể nói là quan trọng nhất đấy chính là cái phần cấu hình. Chiếc DX14 Pro này thì đang có một cái cấu hình mạnh nhất ở thời điểm hiện tại. Đấy là nó sẽ sử dụng cái con chip 8 nhân thế hệ mới của Qualcomm. Đấy là cái con chip 6125. Tiếp đến là RAM thì chúng ta sẽ có 8GB RAM, bộ nhớ trong lên tới 128GB và Bluetooth này, GPS này, Wi-Fi đều có đủ tất cả. Và các bạn lưu ý cái thông số kỹ thuật về CPU nhá. Có rất là nhiều bạn không để ý đâu. Khi mà các bạn mua thì các bạn cứ nghĩ là RAM với bộ nhớ trong là cái yếu tố quan trọng nhất tác động tới hiệu năng của sản phẩm. Nhưng mà thực tế ấy, cái con chip, cái CPU ấy thì nó mới là cái yếu tố quan trọng nhất tác động tới hiệu năng của sản phẩm. Và cũng chính vì cái con chip này rất là nhiều bạn hay mua nhầm, dẫn tới là cái tình trạng là nóng này, rồi khởi động lại bốc này, rồi bị ao ra ngoài vân vân. Đấy là cái tình huống các bạn mua những cái dòng bốc có cấu hình yếu, sau khi mà chúng ta sử dụng một số những cái tính năng nặng hay là sử dụng liên tục ấy, thì nó bị nóng quá tải và dẫn tới cái tình trạng là ao ra ngoài. Còn với cái chiếc DX14 Pro này, chúng ta có cái con chip 8 nhân thế hệ mới cực kỳ mượt mà và các bạn không bao giờ phải lo nghĩ đến cái chuyện đấy. Và cái sức mạnh của cái chiếc DX14 Pro này thì mình sẽ đo bằng con số cho các bạn xem nhé. Có rất là nhiều bạn khi mà review những cái chiếc Android Box ấy thì chỉ nói là nó mạnh thôi, còn nó mạnh như thế nào hay là mượt mà ra sao, có cái số liệu nào đấy để mà so sánh không thì các bạn lại không nêu lên. Còn ở video này mình cho các bạn luôn xem bằng con số. Và cái con số ở đây thì mình sẽ đo bằng cái ứng dụng đo hiệu năng rất là phổ thông hiện nay ở trên thị trường. Đấy là cái AnTuTu Benchmark và cái Geekbench. Vậy thì cái điểm của nó như thế nào? Với cái điểm AnTuTu thì ở trên DX14 Pro này thì mình sẽ có cái điểm tổng là 196.545 điểm. Và cái điểm của CPU ấy thì chúng ta sẽ có là 59.243 điểm. Còn cái điểm Geekbench ấy thì với cái chip đơn nhân thì mình được là 296 điểm. Và điểm đa nhân là 899 điểm. Đấy, các bạn nhớ nhé. Mình ở đây có con số đo thực tế luôn để cho các bạn biết để có thể đối chiếu những cái dòng Android Box khác, chứ không thể nói bằng câu là mạnh hay là yếu chung chung được. Rồi, và tới ưu điểm thứ hai đấy chính là cái kích thước của chiếc DX14 Pro này. Nó có một cái kích thước nhỏ gọn, nó sẽ giúp cho các bạn đặt vào cái chỗ phần phía trước đây này, rất là đơn giản. Hoặc là những cái xe chúng ta để được vào bệ tì tay cũng rất là gọn gàng. Nếu như mà chúng ta sử dụng những cái chiếc box có kích thước lớn một chút thì có thể để vào cái phần phía trước hộp chiếc cần số này này thì hay bị kích. Đấy, thế nhưng mà cái chiếc DX14 Pro này nhỏ gọn, rất là tiện dụng để chúng ta đặt vào những cái vị trí như thế. Vâng, và cái ưu điểm thứ ba nữa đấy chính là cái chiếc DX14 Pro này sử dụng cái hệ điều hành mới nhất hiện nay, đấy là bản Android 12. Và ZTEC còn trang bị thêm cho chúng ta hai cái bản đồ bản quyền sử dụng không giới hạn, đấy là cái Navitel và cái Vietmap S1. Nó giúp chúng ta đi đường này, có cảnh báo giao thông rất là tiện. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ đi tới cái nhược điểm của chiếc DX14 Pro. Cái nhược điểm đầu tiên mà cũng có thể nói là cái nhược điểm quan trọng nhất, đấy là chiếc DX14 Pro này có một cái mức giá đắt quá. Hiện tại nó đang được niêm yết là 11.500.000. Một cái giá thành rất là lớn. Kể cả với một số những cái hãng khác và với cái cấu hình tương tự như vậy thì chúng ta sẽ có một cái mức giá rẻ hơn. Rẻ hơn ở mức độ nào thì các bạn có thể tìm hiểu ở trên mạng hoặc là xem phần mô tả video này, mình sẽ để lại link để cho các bạn tham khảo. Nói chung là đây là một cái nhược điểm cực lớn của chiếc DX14 Pro, đấy chính là cái mức giá thành hơi cao. Rồi, và tới cái nhược điểm thứ hai, và cái nhược điểm này thì đây là mình đánh giá theo sở thích cá nhân thôi nhá. Đấy chính là cái giao diện của cái chiếc DX14 Pro này là một cái giao diện cơ bản theo cái phong cách của ZTEC. Về nhìn ban đầu ấy thì có thể là cảm giác nó rất là hiện đại. Thế nhưng mà khi mà chúng ta nhìn rồi thao tác các thứ ấy thì mình, đây là mình nghĩ thôi, nó hơi rối rắm này. Rồi cái icon nó hơi nhỏ, khi mà thao tác bấm thì mình cũng cảm thấy nó không được thuận tiện lắm.
và kể cả ở cái phần hiển thị tất cả app này cũng thế. Nó hiển thị, nhìn thì nó hiển thị rất là nhiều những cái ứng dụng rất là tiện dụng, thế nhưng mà cái icon nó nhỏ nhỏ như thế này thì khi mà mình thao tác bấm vào nó hơi khó chịu. Tại vì ở trên những cái màn hình xe ô tô bây giờ nó phổ thông nó chỉ 10 inch rồi 7 inch thôi, mà hiển thị nhiều những cái ứng dụng nhỏ nhỏ như thế này thì khi mà mình bấm thao tác nó không được thuận lợi cho lắm. Ngoài ra thì với cái hiệu năng nó mạnh như thế này ấy, tuy nhiên thì cái bản Android nó có thể là chưa được tối ưu hóa tốt một chút, dẫn tới là chúng ta sử dụng thì có thể nó vẫn chưa được như ý. Thực ra là mình so sánh với một số những cái dòng bốc khác thì mình thấy là nó chưa được mượt bằng trong một số tình huống. Đấy, đây là chưa được mượt bằng trong một số tình huống thôi nhá, chứ không phải là tất cả, dù là cái phần cứng hiệu năng rất là tốt. Rồi, đấy là những cái ưu nhược điểm của chiếc Android Box DX14 Pro đến từ thương hiệu ZTEC. Và các bạn thấy những cái ưu nhược điểm này mà mình có thể chấp nhận được hay là mình thích thú thì mình có thể lựa chọn mua cái sản phẩm này nhá. Còn nếu như mà mình cảm thấy những cái ưu điểm của nó chưa hài lòng và những cái nhược điểm của nó làm cho mình cũng chưa hài lòng thì các bạn có thể tìm hiểu những cái sản phẩm khác. Thì ở trên kênh của mình có rất là nhiều những cái video giới thiệu về những cái sản phẩm Android Box khác nhau của các hãng khác nhau. Các bạn có thể lên kênh của mình để tìm hiểu thêm và lựa chọn cái sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình. Rồi, và video đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.